Trong cái video này thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị về cái làng bè Long Sơn. Chúng tôi sẽ giới thiệu cái quang cảnh từ cái lúc mà đi cái đường dẫn từ đất liền ra cái chỗ mà lên cái ghe á. Đây, mọi người đang đi bộ tới cái chỗ chờ ghe, sau đó ghe nó sẽ rước mình đi một đoạn trên sông rồi sẽ đến cái làng bè. Cái địa điểm này thì cũng có rất là nhiều khách du lịch từ khắp nơi, đặc biệt là từ thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà đi du lịch ở Vũng Tàu thì cũng ghé tham quan để thưởng thức cái không khí ăn trưa. Bíp. Nhìn chỗ cho phóng viên nha. Cứ này. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cái bè người ta nuôi các cái loại thủy hải sản nhiều đến mức mà người ta gọi là làng bè. Đây là cái ghe cái thuyền mà sẽ chở du khách từ cái bến tạm này để mà đi qua bên cái làng bè để ăn trưa. Đây là khách du lịch đang chờ. Đây là cái khung cảnh của khách đi lên bè. Phụ nữ và trẻ em lên trước nha. Nhưng mà cũng phải có nam đi theo chứ. Còn chỗ quá trời gà sống lên. Đó, sau khi đón khách thì ghe đã rời bến và đi về hướng làng bè Long Sơn. Đây là một cái địa điểm để mà khách đến ăn trưa, thưởng thức các cái loại hải sản. Còn cái làng bè là cái địa tên nó chỉ cho nguyên một cái khu vực nuôi trồng thủy hải sản với chàng chịt các cái bè nuôi cá, nuôi hải sản như thế này. Đây là tiếp tục một chuyến ghe khác sẽ đi qua cái địa điểm ăn trưa của làng bè Long Sơn. Ngồi đây nè. Với cái vị trí mũi ghe vậy thì chúng tôi sẽ giới thiệu cái toàn cảnh một cái khu vực của làng bè Long Sơn. Chị Noa chỉ lên chưa? Chị Noa chỉ mà ở bên phở này, bên trước này. Rồi, dần quá xa chị đi.
ở xa xa kia cũng có một cái bến ra đến đó. Mà chị đây em chỉ kêu cho chị hết say xe rồi mà. Thì chị có nuốt một vài cái mình cá lóc đi. À, đúng rồi. Cái cấu tạo của một cái dạng bè nuôi cá trên sông, có những cái lối đi bằng mặt gỗ, rồi có những cái con vật lưới để mà chứa các cái loại hải sản mà khách sẽ nuôi. Đây là cái khu vực bên trong cái nhà hàng. Đây là một cái dạng cái nhà hàng nổi trên sông. Tuy là trên sông nhưng cũng rất là rộng. Cái mà có một cái đợt du khách vào là trên 60 người, nhưng chỉ chiếm một cái góc rất là nhỏ của toàn bộ nhà hàng. Vậy thế này. Rất là rộng. Xung quanh là các cái bè nuôi thủy sản rất là nhiều. Thank you.
Hello Summer. Cái góc quay này nó đẹp hơn này, sáng. Kênh Kho Tư Liệt Xây Dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này.